Trung tâm Asia xin hân hạnh giới thiệu DVD 80 chủ đề Làn Gió Mới Celebration New Beginnings sẽ được phát hành trung tuần tháng 11 năm 2017 với hơn 3.000 khán giả đã tham dự tại Đại Hy Viện sang trọng bậc nhất Caesar Casino New Jersey City, một sân khấu vĩ đại tân kỳ với hơn 60 ca nghệ sĩ, dancer và hàng trăm kỹ thuật viên chuyên nghiệp đã đồng lòng hợp tác chặt chẽ để DVD Asia 80 được thành công tuyệt vời cùng với ekip Hoa Kỳ quay hình để có được một tác phẩm hoàn hảo và trọn vẹn. Tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ ca múa bằng tất cả những trái tim nồng cháy, 5 người MC Nam Lộc, Lê Nông Nguyễn, Trịnh Hội, Huy Dương và Quốc Thái làm việc không ngừng nghỉ để gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã thương mến Trung tâm Asia suốt gần 40 năm hoạt động âm nhạc tại hải ngoại. DVD Asia 80 phát hành trung tuần tháng 11 2017 để đánh dấu một bước tiến vượt bậc hay mới lạ với làn gió mới. Chúng tôi là Nam Lộc xin gửi lời kính chào đến quý vị khán giả của Trung tâm Asia, đặc biệt là chào các bạn trẻ trong diễn đàn Trung tâm Asia mà lâu lắm chúng ta không có dịp trò chuyện với nhau. Vâng, cũng như quý vị, tôi rất là háo hức và nôn nao được trở lại làm việc với Trung tâm Asia sau hơn một năm vắng bóng bởi vì sự gián đoạn lý do sức khỏe của cô Thi Vân là tổng giám đốc của Trung tâm Asia. Sau khi mà bình phục trở lại thì cô Thi Vân đã hăng hái hơn bao giờ hết tiếp tay để mà bắt đầu thực hiện ngay những cái bộ DVD để phục vụ quý vị khán giả sau một thời gian gián đoạn. Trở lại lần này thì thưa quý vị, tôi cũng rất là vui được làm việc lại với các anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Asia, những giọng hát mà quý vị đã thương mến từ trước đến nay. Nhưng mà cũng không khỏi có những cái bùi ngùi luyến tiếc khi mà thấy mất đi một số các giọng hát không còn hợp tác với Trung tâm Asia nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại vô cùng phấn khởi là bởi vì chúng ta lại đón nhận những giọng hát trẻ, những khuôn mặt mới và những tài năng mới. Và đó cũng chính là lý do mà bộ DVD này được lấy tên chủ đề là Làn Gió Mới. Tuy là Làn Gió Mới nhưng mà quý vị sẽ gặp rất nhiều cái cũ của Trung tâm Asia. Cái cũ đầu tiên và cần phải nói và rất là quan trọng là đường lối và lý tưởng của Trung tâm Asia vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi vẫn tiếp tục giới thiệu đến quý vị những ca khúc được xem là những cái tác phẩm để đời của nền âm nhạc Việt Nam qua nhiều giai đoạn, qua nhiều tác giả. Nhưng mà đặc biệt lần này gọi là Làn Gió Mới thì quý vị sẽ được thưởng thức những tác phẩm mới, những bài hát do các bạn trẻ, rất trẻ viết, các bạn trẻ rất trẻ hòa âm và các bạn trẻ rất trẻ trình diễn trên sân khấu. Nó có những cái mới lạ, có những cái sự thay đổi. Ngay cả những người hòa âm có lẽ làm cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta cứ làm mãi một chiều, một hình thức thì đôi khi nó cũng có thể tạo ra sự nhàm chán. Đời là một sự thay đổi, một sự tiến bộ. Và tôi nghĩ rằng trong cái bộ DVD sắp tới quý vị sẽ hài lòng với những phần trình diễn và những cái tiết mục chúng tôi giới thiệu ở trong đó. Nhắc đến chuyện giới thiệu thì lần này ngoài hai khuôn mặt trẻ làm vai trò MC giới thiệu chương trình là cô Thủy Dương và anh Trịnh Hội, lần này chúng tôi còn có cô Lina Nguyễn trở lại để đảm nhiệm vai trò MC. Tôi nghĩ quý vị sẽ có thể tìm lại những cái hình ảnh của gia đình cũ của Trung tâm Asia. Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là trong bộ DVD này, chúng ta sẽ được thưởng thức một trong những sáng tác rất mới của nhạc sĩ Trúc Hồ và bài hát có một chút ngậm ngùi trong đó. Những cái luyến tiếc, những cái kỷ niệm, những cái sự chia lìa mà chúng ta phải trải qua. Và bài hát này cũng sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả và truyền thống của Trung tâm Asia là luôn luôn nhạc phẩm cuối cùng, ca khúc gọi là chung khúc đó, hợp ca thì lần này vẫn giữ cái tinh thần và truyền thống của dân tộc Việt Nam, là một dân tộc luôn luôn đứng lên để bảo vệ cho quê hương mình chống mọi sự ngoại xâm. Và lần này cũng vậy,
qua một nhạc phẩm mà quý vị sẽ được thưởng thức phần cuối của chương trình. Đó là nhạc phẩm Hào Khí Việt Nam. Bài hát đã nói lên cái gương anh dũng chiến đấu chống ngoại xâm, chống giặc Tàu để giữ vững quê hương qua nhiều giai đoạn từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ đón nhận tác phẩm Asia số 80 Làn Gió Mới như là một món quà để khuyến khích Trung tâm Asia tiếp tục con đường phục vụ quý vị khán giả, ủng hộ cho họ để họ có cơ hội được phục vụ quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị và mong được tái ngộ với quý vị một ngày rất gần đây trong các chương trình live show của Trung tâm Asia. Kính chào quý vị. Trung tâm Asia xin hân hạnh giới thiệu DVD 80 chủ đề Làn Gió Mới Celebration New Beginnings sẽ được phát hành trung tuần tháng 11 năm 2017 với hơn 3.000 khán giả đã tham dự tại Đại Hy Viện sang trọng bậc nhất Caesar Casino New Jersey City, một sân khấu vĩ đại tân kỳ với hơn 60 ca nghệ sĩ, dancer và hàng trăm kỹ thuật viên chuyên nghiệp đã đồng lòng hợp tác chặt chẽ để DVD Asia 80 được thành công tuyệt vời cùng với ekip Hoa Kỳ quay hình để có được một tác phẩm hoàn hảo và trọn vẹn. Tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ ca múa bằng tất cả những trái tim nồng cháy, năm người MC Nam Lộc, Lê Nông Nguyễn, Trịnh Hội, Huy Dương và Quốc Thái làm việc không ngừng nghỉ để gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã thương mến Trung tâm Asia suốt gần 40 năm hoạt động âm nhạc tại hải ngoại. DVD Asia 80 phát hành trung tuần tháng 11 2017 để đánh dấu một bước tiến vượt bậc hay mới lạ với làn gió mới.